Xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả anh em đang theo dõi video trên kênh YouTube của cơ sở Quân Triệu Tuy Yên. Và ngày hôm nay trong video này sẽ chia sẻ nhanh lại cách chúng ta sử dụng một miếng vải màn cũ bỏ đi để chế thành cái chổi nhá. Đây là cái chổi để chúng ta chấm giải đá này. Bởi vì cách sơn nó như thế nào, bây giờ chúng ta cùng nhau xem video. Sau khi sơn lót nền màu đen lên, chúng ta đánh nhũ vàng phần hoa văn rồi nó khô rồi. Nó khô rồi thì chúng ta sẽ chấm màu ghi nhá. Màu ghi này cũng là màu ghi chuyên dụng này, màu chuyên dụng. Đó, chúng ta màu này không cần phải pha gì cả, chúng ta chấm lên thôi. Đó, màu ghi chấm trên nền đen. Một lát nữa ta sẽ chấm trắng lên là nó ra một vân đá tự nhiên rất là đẹp. Sau khi đợi lớp chấm màu ghi này khô, chúng ta sờ tay và không dính tay nữa thì ta sẽ sử dụng chiếc cái chổi tiếp theo này. Ta sẽ chấm vân màu trắng lên. Ở phần này ta lưu ý là màu trắng ta sẽ không chấm quá nhiều nhé. Chấm quá nhiều thì vân của nó sẽ không thật. Đó, sẽ chấm ít hơn so với màu đen. Như vậy là phần chấm màu ghi và màu trắng đã tạo nên cái đường giả đá như này rồi. Nhìn nét nó rất tự nhiên. Một lát nước khô, sau khi khô lớp cuối cùng, lớp bắt buộc phải có, đó là lớp keo bóng phủ lên toàn bộ. Tác dụng của lớp keo bóng nó sẽ làm cho đường vân nó chìm vào trong, thì nhìn cái vân đá của chúng ta nó mới thật được.